Không, bây giờ thế này, em ngồi đây hỏi em một cái như thế này. Không, rồi gọi, ngồi đây để anh nói chuyện lên trốn chút cho nào. Anh cũng biết, đây là nhà hàng xóm. Vâng. Thế nhưng anh thấy một cái điều này này. Là cái thứ nhất là hàng xóm thì như nhà anh thôi. Vâng. Là cái chuyện đồng hồ thì để ngoài đường. Dạ vâng. Chứ nó không để trong nhà. Và cái chuyện bọn anh thì chả có biết gì để mà can thiệp, không can thiệp những cái việc đó cả. Dạ vâng. Bởi vì ở ngoài đường thì có thể là em cũng đến can thiệp được. Dạ vâng. Và là người khác đến can thiệp được, chứ còn không phải là chỉ có cô này mà can thiệp hoặc là anh mới đến can thiệp. Mời có ai này vui vào đây. Em ạ. Thôi em làm đi. Ờ. Do vậy ấy, mà cái chuyện đồng hồ có bị sai lệch thế nào ấy, thì em cho anh biết một cái nó sai lệch trong tình trạng như thế nào. Đấy, còn những cái như thế nào thì bởi vì anh đang xóm đây thì nhà anh đây. Vâng. Đấy. Bởi vì cái hệ thống nước này anh cũng lưu ý em luôn. Vâng. Là bọn anh chưa được thông báo về cái chuyện đang bọn em nó định làm cái gì, thay đồng hồ hay là thay hộp hay là làm cái gì bọn anh chưa biết. Nhưng trước đây anh có một lần anh bị như thế này rồi. Tức là trước đây một lần là cũng từ đồng ở ngoài kia cái chỗ thằng Hàm ấy. Thằng Hàm là trước đây nó phụ trách cái mảng nước ở đấy. Rồi. Xong đến là đồng hồ từ dưới sâu rồi moi lên để đến này, xong cuối cùng một tháng đấy biết không, mấy trăm khối nước nó bảo với anh là coi như nhà anh tiêu thụ mấy trăm khối nước, và trong nhà thì là không có nước. Vâng. Thì ra là cuối cùng là nó gãy cái đường ống từ chỗ đồng hồ vào nhà. Vâng. Rồi cuối cùng là gì, mình bảo mày đi mà xử lý, nó gọi người vào lắp lại đồng hồ cái, xong từ tháng đó trở đi là cứ mỗi tháng là nó cộng thêm mấy chục khối, mỗi tháng cộng thêm mấy chục khối mà mình phải trả đến bao nhiêu tiền nước. Mình sau mình ngạc nhiên mà tại sao mấy tháng nay nước không ấy mà lên một đống nước như thế này. Cuối cùng á thì nó bảo mình là nó chia đều vào các thứ, nhưng mà đéo mẹ mày chứ mày bố mày đây không dùng nước mà mày làm gãy bắt tao chịu là đéo đâu. Đấy cái công ty nước ấy, cuối cùng tao phải gọi cả công ty nước thanh tra lên chết xuống các thứ. Thằng thanh tra thằng bắt con nhảy xuống bảo là anh mà không có tao cắt nước, bảo tao thanh thằng cô cho mày gắt nước tao chứ đừng có nói chuyện mày. Nói cho nó nhanh. Và cuối cùng thì phải đến tòa thân mình bảo thôi thì những cái tháng đã nộp rồi là anh thông cảm cho, nhưng mấy khác tháng này thì lấy theo cái mức mà trước nó dùng. Và cái ống nước đấy là bây giờ hiện nay của nhà anh vẫn như thế. Thì ở đây thế này em này, cái sai lệch trên đồng hồ nếu có. Dạ, vâng. Là thanh tra nước phải làm việc. Vâng đúng rồi. Phải tìm ra thủ phạm là ai. Dạ vâng đúng. Còn cái chuyện vì sai lệch trên đồng hồ mà nói chuyện là cắt nước người ta là cái chuyện không đúng. Bởi vì cái đó không phụ thuộc vào gia đình người ta quản lý. Gia đình nếu như đồng hồ nằm đây gia đình quản lý thì giao có biên bản giao trách nhiệm gia đình quản lý đúng. Nhưng nếu như nằm ngoài với cái trách nhiệm của nhà máy nước làm ấy, thì cái đó thuộc về nhà máy nước. Cho nên là con này á, nó là hàng xóm anh thôi nhưng mà nó là có một mình mẹ con ở nhà. Thì cái đó phải hiểu rõ như vậy. Trước khi cắt nước, trước khi làm nước, đáng lẽ ra em làm những cái thế này ấy, anh nhà anh khi nào làm đến chỗ này kia, những cái chỗ này là khi nào làm đến? Chắc chiều làm. Tức là bọn em sẽ là trong khoảng thời gian là đã quy định rồi. Bọn em trước khi bọn em làm, em xin phép ngắt lời anh, trước khi em làm bao giờ cũng thế, bọn em phải gửi thông báo cho bên phường, bên ủy ban nhân phường sẽ thông báo cho các tổ dân phố, và bên các tổ dân phố là cái ông bà tổ trưởng ấy sẽ có trách nhiệm là thông báo cho các hộ dân. Đấy. Nhà anh hiện nay tất cả mọi cái khu vực này anh chưa thấy ai thông báo. Thế đây là đâu? Anh phải hỏi lại về bên không vấn đề cái này là của công ty cấp nước chứ làm sao mà lại ấy nhỉ? Em lại xin phép với anh này vì là bọn em quản lý quá nhiều nên bọn em khi mà bọn em nói bọn em thông báo thì bọn em chỉ thông báo ra phường, phường có cái trách nhiệm là phường sẽ thông báo bằng cái loa truyền thông. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là phường cũng sẽ thông qua các ông bà tổ dân phố, và bọn em cũng đã họp với cả bên phường và bên tổ dân phố rằng là sẽ về tuyên truyền. Phường bên đô thị đấy chị, bên ông đô thị của phường này là quản lý cái này. Em xem cái phường này có thằng nào làm cái việc này không? Cái này thì anh có thể ra bên ủy ban phường anh. Cái này sau tao sẽ hỏi thằng Tiến làm sao bên này cho em này. Cái chuyện mà ngành nước quản lý cái nước, hiện nay cái lượng nước thất thoát của nhà nước rất là lớn, cái đó là anh biết. Nhà nước quản lý thế nào, đó là cái phương pháp quản lý. Nếu giả sử đồng hồ mà có thể tác động được vào nó mà lại vẫn để ngoài đường thì cái đó là cái sơ hở quản lý của ngành nước, cái đó không thể chấp nhận. Tại sao mà lại làm gì có cái chuyện là trong cái đồng hồ vẫn để ngoài đường, ai có thể sờ tay vào được?
mà lại quản lý của ngành nước lại lỏng lẻo như thế, đến khi rồi nó có sai lệch thì nó bắt gia đình người ta chịu là không được. Đó là cái thứ nhất. Anh đang nói về nguyên lý nhé. Còn cái cách giải quyết như thế nào thì có nguyên tắc. Nếu cần thiết, ngày xưa là thằng cha mật là làm giám đốc, bây giờ là ông nào giám đốc của cái sự nghiệp cấp nước này, này nhỉ? Phương ạ. Bây giờ là ông Phương. Là cái việc đồng hồ mà cấp mà để ngoài ấy, mà với cái cách của đồng hồ ấy mà người ta có thể can thiệp được ấy, mà lại cuối cùng bắt quay trở lại bắt gia đình người ta chịu là cách không hợp lý. Đó lý do hoàn toàn rõ ràng. Nhà anh ở đây, đêm ngủ trong nhà thì nó thậm chí nó có đào nó lấy cả đồng hồ đi cũng đánh ai biết. Làm sao mà đi quản lý được cái đồng hồ ngoài đường ấy. Do đó quay trở lại, ta nói luôn cái chính vấn đề của doanh nghiệp nước là doanh nghiệp phục vụ công ích, chứ không phải là một doanh nghiệp hoàn toàn đơn thuần là kinh doanh. Vấn đề chỗ là người ta có thể là hôm nay người ta có thể là chưa mua xà phòng thì ngày mai người ta mua, giặt một hôm cũng thiếu xà phòng cũng được. Nhưng không thể hôm nay người ta thiếu điện, hôm nay người ta thiếu gạo, hôm nay người ta thiếu nước. Những doanh nghiệp ở đó không thể dùng người đó để mà bắt chẹt người dân. Chính vì vậy ấy, mà cách hành động, cái cách làm việc phải có cái tính chất là có tính quản lý. Còn nếu như ở đây nó có những sai lệch, có những vấn đề gì đó, em cho anh xem cái biên bản về cái chuyện sai lệch ở đây kể có được không? Bởi vì anh là hàng xóm thôi, nhưng mà vì đây là gia đình là người đàn ông đi vắng, và anh là hàng xóm là đứa em, cho nên là anh phải đến anh hỏi án để xem biết được tình hình. Đấy, đó là như vậy. Chứ không thể nói chuyện là vì nó sai lệch ở đó và này khác. Làm gì có chuyện cắt nước, cắt nước bây giờ bầy trẻ con đi học, bố nó chả dám cắt, đó cho nó nhanh. Đứa nào cắt mày cứ ghi lập biên bản. Em là gì đây? Bây giờ này nhá, nếu nhà mình cắt nước một bầy năm đứa trẻ con đi học, ba bốn đứa trẻ con đi học và nó không còn nước đi học, ai cắt nước người chịu trách nhiệm, nói cho nó nhanh, đừng nói chuyện là cắt nước. Em có thể phát triển ra vấn đề đồng hồ là biên bản mời gia đình làm việc, những việc đó không sao, nhưng đảm bảo quyền lợi cho trẻ con là việc mày chưa có con mày chưa biết, và mày có con rồi thì mày biết. Chứ con mà không đảm bảo nước non, đảm bảo điều kiện sống cho nó đi học thì chúng mày chịu trách nhiệm, đừng nói cái chuyện là cắt nước. Thằng nào cho cắt? Phần đưa nào cắt ta xem nào. Cắt nước nhá, là cái chuyện cắt nước, cắt điện, cắt cái này khác, đời sống người ta cũng về chuyện nó đơn giản chứ không phải là như vậy. Còn bây giờ ấy, có thể có sai lệch, có thể có những vấn đề là ok, cái gì có thể có, cả thậm chí nó trồ mẹ đầu nước, mẹ cả cái cây ATM của nhà nước ngoài nó ủi mẹ, nó lấy tiền của ngân hàng, nó ủi lấy tiền trả đất cho nó, là cái đường ống nước bao lăng nhăng. Nhưng có nguyên tắc của nó để xử lý. Vấn đề cuối cùng vẫn phải đảm quyền bảo quyền lợi cho người dân. Nếu giả sử quá trình đó kết luận được tại cái cô này này, cô tác động làm hỏng nó hồ này, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, bắt đi tù, tao đồng ý. Cuối cùng có sai lệch là tại vì anh đây này tác động vào cái đường ống này, tác động vào cái nó cái này làm hư làm hỏng làm này khác, bắt đền bù, bắt đi tù, ok. Nhưng mà còn mà chưa có những cái kết luận đó và cắt nước của người ta thì cái chuyện đó không bao giờ có được. Tình trạng như vậy cho nên anh không biết nó thế nào. Cho nên ấy, anh muốn sang hỏi chú một cái ấy. Chú ngồi xuống đã. Thì bây giờ này anh chưa hiểu được tình trạng thì hiện nay nó sai lệch. Hả? Bây giờ hẳn nhiên, bây giờ anh nói cho em này nhá. Em tên gì nhỉ? Em Hiệp. Hiệp, bây giờ này Hiệp nhá. Trước mắt cái chuyện nó sai nó lệch, chú là biên bản, điều đúng, đúng hiện trạng, đúng này khác. Và nếu như đồng hồ đó sai, chú lắp một đồng hồ khác vào để người ta có đồng hồ, có nước người ta dùng. Ở nhà này có trẻ con còn đi học, và những cái ngày này là chúng nó học hành mùa hè, chú không thể là cắt mà nói chuyện không lắp nước để người ta sử dụng. Đó là điều hẳn nhiên là như vậy. Đấy là cái mà anh yêu cầu chú thôi. Còn cái chuyện mà nó sai, nó lệch, nó hư, nó hỏng, nó đền, nó bù thuộc trách nhiệm của ai á, cái đó ta phải giải theo pháp luật quy định, được chưa? Đấy, anh nói chú rồi rõ. Thì con ở đây hiện nay ấy, cái nhà nó bằng móng tay này thôi, nhưng mà một bầy trẻ con. Thôi cứ kể nó, mày không việc thì phải nói như thế cả. Cái việc đó thì không phải nói, phải trình bày. Mà việc cái doanh nghiệp cấp nước là một doanh nghiệp công ích, là một cái doanh nghiệp của nhà nước quy đề quản lý, chứ không phải là cái chuyện là bán gạo ngoài mà có những thích bán thì ra mua thằng khác. Do đó cái việc này phải đảm bảo trước hết là quyền của trẻ em, chúng nó phải được đầy đủ cái thứ. Nhưng cái đó là cái mà nó có luật quy định. Do đó anh yêu cầu là này, bất cứ trong trường hợp nào, kể cả đồng hồ sai, kể cả đường ống tịt, chú phải lắp một đường khác, kể cả lắp một đồng hồ mới, sau đó
giải quyết xong biết được là nguyên nhân tại đâu gia đình đến bù hoặc là ai đến bù, cái chuyện đó là chuyện giải quyết sau. Nhưng không bao giờ được phép cắt nước của trẻ em trong khi nó đang còn trong điều kiện học hành ấy chứ. Đấy, cái là yêu cầu. Mà cái này vì sao? Anh dù là hàng xóm nhưng mà anh đại diện, bởi vì anh là chủ tịch, chủ tịch cái hội phụ huynh của toàn bộ khu vực trường mầm non ở đây và cái đường ấy ở đây. Do đó mà anh có cái quyền yêu cầu về vấn đề đó. Về luật pháp mà nói, quyền trẻ em phải được đảm bảo. Chúng nó không bao giờ được phép và làm những việc này khác. Anh nói chú, còn nếu chú cảm thấy rằng cái việc đó anh nói như thế không đúng, chú có thể gọi điện, chú có thể là làm những việc đối với cái bên cơ quan chú cũng như nơi cần thiết. Việc cắt được là không thể chấp nhận được, thấy chưa? Đấy. Có nghĩa là nhà chị này nó trước mua nhà á, mua nhà về nhà với người ta, người ta chỉnh cái đồng hồ. Hiểu không? Chỉnh như thế nào? Chỉnh cái đồng hồ. Mở cửa ra rồi vào trong nhà. Kệ nó, vấn đề lên lên cái đại chuyện này giờ xảy ra cái xã hội này. Thế mà vấn đề gì? Xin nhà tôi nhà nước. Qua đây gì à? Em tức là cái chương trình này là chương trình của mình là cái gì nhỉ em nhỉ? Chương trình là dự án thay định kỳ của Hoàng Mai. Tức là thay định kỳ, cứ đến định kỳ là nó thay đồng hồ hả? Trước đây nó thay một lần rồi đấy. Vâng, 7 đến 10 năm là người ta sẽ phải thay đồng hồ. Tại vì đồng hồ một là thứ nhất là nó bị tắt. Bật cái đèn thử ăn. Đèn như mày mất điện à? Ngồi trong cái nhà cứ như là cái hầm rồi. À, hồi trước ấy một lần ấy nó thay cái đồng hồ của nhà, ở cũng một lần mà nó thay rồi, nó nâng từ dưới nâng lên. Vâng. Rồi cũng nó nâng lên thì có những cái nhà như kìa. Đồng hồ kia kìa. Vâng. Nó nâng lên lại làm gãy cái đường ống từ chỗ đấy mà vào nhà. Thế là đồng hồ thì vẫn quay vù vù mất. Chú chỉ là bên đây làm công trình thi công thôi. Đấy. Em chỉ là tổ trưởng tổ thi công thôi, còn bọn thanh tra được quyền. Bây giờ anh hỏi chủ nghề đó. Bây giờ cái thanh tra đây là đứa nào làm đây? Đây là Long. Thằng này là thằng Hiệp chứ. Anh con thì là anh Hiệp, còn anh mà vừa nói chuyện với chị. Anh Hiệp là anh thanh tra thì cấp cao hơn của anh Long. Thằng Hiệp thì Hiệp nó vừa đấy thì anh vừa nói chuyện với thằng Hiệp. Hiệp nó là thanh tra bên nước đấy hả? Vâng. Thì bây giờ là cái chỗ này là nó bị làm sao? Cái chỗ này là nó bị thế nào? Lập cái biên bản, chị là nước chảy qua nên đồng hồ không quay. À. Hiểu chưa? Ừ. À, thì lập cái biên bản nên là tháo giữ đồng hồ và em tháo ngay tại đây. Ừ. Là cái đồng hồ, cái cánh của nó, cửa ra là cánh của nó sẽ to như này. Ừ. Nhưng có hiện tượng là bị cái đồng hồ thì tháo ra và cắt cái cánh đi, là cái cánh nó còn bé tí này. Ừ. Và đến khi nước nó chảy qua thì cái cánh đồng hồ nó quay rất chậm. Ừ. Nên là cái số nước, ví dụ mình đang dùng là một khối nó chỉ còn tầm 300 lít. Ừ. Nó chạy trên cái đồng hồ ấy. Ừ. Thì có nghĩa là ăn cắp là 700 lít nước của nhà nước. Ừ. Đấy, thì vừa lúc đấy nói chuyện với chị rồi. Thì vấn đề chỗ là thế này, cái cắt đấy là ai cắt? Anh thấy bây giờ anh và nhà chị mua nhà lại, nhà bọn em bây giờ đến làm. Chứ đến chị còn chẳng biết là nó cắt ông vậy, chủ ông vấn, vấn đề là thế này này, vấn đề như thế này này. Vấn đề vì như vậy ấy, mà lại cái công ty nước ấy, cấp nước ấy mà cắt nước của người ta không được. Bây giờ hiện nay thì quyết định cuối cùng của nó là như thế nào? Quyết định của nó là tạm dừng cấp nước. Tạm dừng thôi. Tạm dừng. Bây giờ anh vừa nói rồi. Anh vừa nói với thằng Hiệp xong, sai phạm đó không thuộc về gia đình này. Đồng hồ từ ngoài đường, thanh tra thì hoạt động thường xuyên, trách nhiệm quản lý là của nhà máy nước. Thất thoát hiện nay của về nước là 30-40%, mà anh không quản lý được. Anh bây giờ bắt vào người nhà dân đóng cửa tối đi ngủ, làm sao mà ra quản lý được? Chú là bên thi công nhưng mà anh mà nói để chú hiểu rõ vấn đề ấy. Đấy. Thì chuyện bây giờ ở nhà đây, nhà người ta phụ nữ và đặc biệt là có mấy đứa trẻ con đến đi học, chúng mình nó cắt nước người ta sống kiểu gì? Và đặc biệt không nói cái người lớn, mấy đứa trẻ con nó sống kiểu gì? Đấy. Cái đó tao đố thằng nào cắt nước cái nhà này. Tao nói cho nó nhanh, mày cứ nói với chúng nó tao. Ừ. Còn ấy nó lập biên bản mới biết. Lập biên bản nó phải có hiện trạng, nó phải có đầy đủ, phải có nguyên nhân, chứ không phải có nghĩa là cứ như thế là cắt người ta. Nó có thể như thế này thì được này. Tạm thời lập biên bản với cái đồng hồ này, xét sai phạm, ai là người phá, người sửa. Chị bây giờ mà nó phát hiện ra là mình như thế thì nó không cho bọn em làm ngay, nó có đình chỉ bọn em. Không sao, thì việc nó đình chỉ là đúng rồi, vấn đề gì, cái chuyện của nó. Thế đây em cho anh em một đào để làm cho nhanh đi, nhưng mà đến lúc đấy thì... Vấn đề là em tên gì nhỉ? Em tên là Thành. Ờ, thế này Thành thì vấn đề là cuối cùng là... Hiện nay thế này thì chúng nó sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà xử lý thì bây giờ nó sẽ đưa hồ sơ mình về lên trên tổng công ty. Ừ. Nhà mình sẽ đi lên trên đấy và lục phạt.
Làm gì có chuyện nộp phạt ở đây, mẹ biết nó phải biết thằng nào phá, thằng nào sửa chứ tự nhiên ê, ngoài đường chập trạm biển thế ngoài rồi về được không sao? Bây giờ em nói với nó thế này nhá, nó không hiểu. Mày nói với cả mày đưa luôn. Là nó mà không lắp đồng hồ cho trẻ con người ta dùng, người ta nó đi học ấy là nó sẽ có chuyện với tao đấy. Đội của em. Nhá. Chú cứ nói với chúng nó thế cho anh. Ờ nhá. Bảo là nó cứ cắt nước thử xem rồi là lên tao có lên thẳng thằng Phương làm việc với nó không?